đi xem lên còn chạy nó bắn đần áo mà. Lên chúng ta vừa nó bắn đần áo này. Ôi con nó nhục anh mình vậy mày. Vừa cãi đầu đó mẹ không đâu mà cũng tin nhà hơn chết thôi. Nó nhục quá. Bà nó bà trật tự bà nó nhục quá. Nó nhục. 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 Thật. Tôi cứ nhớ mãi là cái câu ông lượng nó đang nhớ là lâu thì sẽ trở về đây thôi. Mà chẳng không ngò đi mà quân. Thì phan này thì nó sẽ chết rồi từ cùng. Cái khung dữ thì lừa tao lấy cái gì? Lấy tao cả những cái rồi thật thật em này. Tao cũng thẳng thẳng có đâm bạc lên mũi thang và nên nhưng mà tao lại xin chào nha, xin chào mọi người nha. Không, không đeo liền. Đeo liền đau mắt lắm. Chào Trang Kiết. Thằng thầy giật xuống yêu trước bằng em là cũng đòi qua cái chuyện này lại bắt đầu là mình mút một phát lên cảm nhận mình nhớ cái thân luôn còn thầy cùng xuống nữa thách thốt lên bọn mình lên nào cũng thế rồi đừng có xin nhanh anh này mắng tự phạm nó vậy không bị phạm nhưng tôi thấy nó bật chứ. Mọi người vào xem video mọi người chia sẻ đi nha. Bây giờ em bán với giá 29k một bộ thôi. Cái wow, mẫu đấy. Hai bộ nha. Vâng. Không mẫu. Alo. Có hỏi người cái thằng này cho mượn cơm chưa? Cơm không ăn? Không. Đeo vô đẹp quá này. Em có xí nha, nữ hoàng, có xí nha. Ai mà lấy xí thì vào inbox cho em nha. Ờ, chia sẻ đi thì mới nhận được giá 29k. Mọi người chia sẻ đi để mua bộ pyjama lụa này với giá là 29k nha. Chia sẻ một lần, hai lần trên trang cá nhân và 10 lần trong hội nhóm vào đây comment là 29k cộng màu cộng số điện thoại thì được nhận giá là 29k nha mọi người. Phải chơi mini game thì mới bán được 29k nha. Chia sẻ hai lần trên trang cá nhân, 10 lần trên hội nhóm nha. Cho mặc bán không mua. Chị ở Thanh Hóa em ơi. Chị mới về Thanh Hóa. Mua 10 bộ là được xí nha em. 10 bộ là được xí nha. Bây giờ em sẽ giơ bảng màu lên cho mọi người xem nha. Giơ bảng màu lên mọi người chia sẻ hai lần trên trang cá nhân, 10 lần trên hội nhóm và đây comment màu cộng số điện thoại. 29k cộng màu cộng số điện thoại thì sẽ được mua với giá 29k nha. Hôm nay về rất là nhiều màu luôn. Cháu dai đâu rồi? Cháu dai bà đang bế. Hôm nay về rất là nhiều màu luôn. Đây nha, giờ em sẽ giơ bảng màu lên cho mọi người xem nha. Đây. Đây nha. Hôm nay về. Đây nha, 29k em có màu vàng nha. 29k có màu xanh ngọc nha. Chị ở Thanh Hóa, chị ở Quảng Hải. Xin chào Vân Lê. Đây nha, màu đi màu xin nào. 29k em có màu hồng đỗ nha. 29k có màu tím nha. 29k có màu xanh rêu nha. 29k có màu đỏ tươi nha. Ship Thái Nguyên 25k nha.
29K có màu đỏ đô nha. 29K có màu xanh than nha. 29K có màu màu sữa nha. 29K màu vàng. 29K có màu xanh ngọc nha. 29K có màu khối nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ hai lần trên trang cá nhân, 10 lần trên hội nhóm vào đây comment là 29K cộng màu cộng số điện thoại. Mọi người thích thì em sẽ bán với giá 29K nha. Màu vàng. Em vào em thấy ai không chia sẻ thì em sẽ không bán với giá 29K đâu. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên nha. Form từ 48 cân đến 60 cân mặc vừa nha. Chị Ngọc mua 10 bộ thì là inbox riêng nha, không bán 10 bộ ở đây. Bán thẳng là 109.000, bán với giá hôm nay 109.000 thôi. Giọng Quảng Hải hay á. Ờ thì chạy ở Quảng Hải đấy. Đây nha mọi người, bộ lụa này, bộ lụa cao cấp nha, đây em đứng. Form nha, có túi quần luôn nha mọi người, có túi quần luôn nha. Có túi quần luôn. Đứng như nào anh chồng ở đây là ngồi. Mọi người chia sẻ hai lần trên trang cá nhân, 10 lần trong hội nhóm vào đây comment là 29K cộng màu cộng số điện thoại. Mọi người thích thì em với bán với giá 29K nha. 29K một bộ nha mọi người. Em sẽ giơ lại bảng màu cho mọi người xem rồi mọi người. 29K nha Loan bướm. Màu đi màu chi cu. 29K em có màu đen nha. 29K em có màu vàng đồng nha. 29K có màu xanh nha. 29K có màu hồng đỗ nha. À chị ơi, hai bộ em không biết ship được đâu. Hai bộ thì em bán là 110.000. À 100.000. Chứ em không miễn phí ship được. Lời có 10.000 thôi em miễn phí ship làm gì. À chị lấy 5 bộ thì inbox cho em nha chị. 29K em có màu tím nha. 29K có màu xanh gel nha. Có chị, có em thấy chị viết tiếng Trung Quốc em không đọc được. 29K có màu đỏ tươi, em đang mặc nha, màu đỏ tươi nha mọi người. Ship ngã ba môi thì miễn phí ship ngã ba môi luôn. 29K có màu xanh than nha. 29K có màu đỏ đô nha. 29K có màu trắng sữa nha. 29K có màu màu quái nha. 29K có màu xanh ngọc nha. Có bộ có pyjama nha em. Bây giờ em bán với giá 29K nha mọi người. Mọi người chia sẻ hai lần trên trang cá nhân, 10 lần trên hội nhóm vào đây comment 29K cộng màu cộng số điện thoại nha mọi người. 5 bộ á. Vâng chị ơi, chị inbox cho em đi ạ. Chị inbox địa chỉ, số điện thoại và màu chị thích nha. Ok chị luôn. Không có quần đùi nha bạn. Nay mùa đông rồi nên là em không nhập hàng quần đùi về nữa. Ok mọi người chia sẻ mạnh tay lên, chia sẻ mạnh tay lên. Em bán với giá đầu like là 15 phút đầu like em bán với giá là 29.000. Đây chị ơi, form từ 48 cân đến 60 cân mặc vừa nha. Bao chất cho mọi người luôn nha. Có túi quần luôn nha mọi người. Hàng nào có túi quần như em bán rồi chị ơi. Ở Nam nóng lắm hả? Vâng, ở Thanh Hóa em lạnh lắm chị ạ. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên, bán 15 phút đầu la với giá là 19K, 29K nha. 9 phút rồi, còn 5 phút nữa thôi. Chị ơi, thấy bình luận của em không được. Thấy thu tay nha. Đây là nước ruồi cha sinh mẹ đẻ rồi, em không thể tẩy được. Có áo cục tay không? Có một bộ áo cục tay thôi ạ. Có một bộ áo cục tay thôi nha mọi người. Đây nha, có bộ này, màu này là áo cục tay thôi nha mọi người. Có bộ này thôi nha.
Mọi người chia sẻ mạnh tay lên để nhận giá 9k nha mọi người. Bây giờ là 10 phút rồi, còn 5 phút nữa thôi nha. 5 phút nữa em sẽ không bán với giá 29k. Có những màu, bây giờ em sẽ đọc bảng màu lại một lần nữa nha mọi người. Bây giờ em sẽ 29k em có màu xanh than này. 29k. À, 29k em có màu xanh này. 29k em có màu xanh than này. Thấy Thu Phương nha. Thấy Thu Phương. 29k có màu xanh xanh lá cây này. 29k có màu khói này. 29k có màu trắng sữa này. 29k có màu đỏ đơ này. 29k có màu xanh rêu này. 29k có màu tím này. 29k có màu đỏ tươi như em đang mặc nha mọi người. Màu đỏ tươi như em đang mặc nha. 29k có màu vàng nha. 29k có màu đen nha. 29k có màu hồng đỏ nha. Form từ 60 cân. Từ 48 cân đến 60 cân mặc vừa nha. Bụng bự cho anh một. Đây mọi người em sẽ đứng lên cho mọi người xem nha. 29k một bộ này luôn. Đây này, bao chất, bao nhăn, bao mấy giặt cho mọi người luôn nha. Có túi quần luôn nha. Ai ở đâu bán rẻ như em mà 29k một bộ lụa như này à? Thấy thư em nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ mạnh tay lên nào. 10 phút rồi, 15 phút nữa rồi em sẽ không bán với giá 29k đâu nha. 10 phút rồi, còn 5 phút nữa mọi người chia sẻ mạnh tay để em có chốt hàng nha mọi người. Mạnh tay lên. Chia sẻ mạnh tay nha mọi người ơi. Chia sẻ mạnh tay đi mọi người ơi, mọi người chia sẻ mạnh tay đi. Để nhận quà bên em với giá 29k là mọi người chia sẻ 2 lần trên trang cá nhân và 10 lần hội nhóm nha. Và đây comment là 29k cộng màu cộng số điện thoại. Làm đúng như thế thì em mới tặng quà nha, còn sai thì em sẽ không. Thấy Linh Nga nha. Cô bán xỉ nha bạn ơi, bán xỉ từ 10 bộ nha, 10 bộ thì được xỉ nha. 10 bộ thì được xỉ nha. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên. Em vào, nếu ai mà trúng quà vào em thấy không chia sẻ hai lần thì em chắc không tặng quà đâu, em sẽ dành phần quà đấy cho người khác nha mọi người. Gắt nha, à gắt. Số gái đáng xem. Ai ơi, anh mặc được không? Ai cũng mặc được hết, anh mua về cho vợ anh mặc được. Chị Thảo Phạm ơi, chị lấy 3 bộ thì chị inbox đi em nha. Inbox màu cùng địa chỉ cho em nha chị. Nói tiếng phố đi mẹ. Ok em yêu ơi, bán cho mình một bộ nha. Ok em yêu ơi, inbox cho chị đi em ơi. À, điều kiện để mua với giá 29k là mọi người chia sẻ 2 lần trên trang cá nhân và 10 lần trên hội nhóm nha mọi người. Vào đây comment 29k cộng màu cộng số điện thoại. Chọn đúng cú pháp thì em mới tặng quà nha, còn nếu mà sai thì em sẽ không tặng đâu. Có sai à? Không có sai nha chị. Sai từ 48 cân đến 60 cân mặc vừa nha chị. Đây form từ 48 cân đến 60 cân mặc vừa đây. Em mặc đây. Bao chất bao nhân cho mọi người luôn nha. Bây giờ mua là 29.000 nha mọi người. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên nào. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên. Chuẩn bị chốt nha. Chuẩn bị chốt 29.000 nha mọi người. Một phút nữa nha mọi người. Mọi
mọi người chia sẻ mảnh tay, còn 1 phút nữa em sẽ chốt nha mọi người ơi. 1 phút nữa nha mọi người ơi, 1 phút nữa để chốt nha. Chốt. Thấy Vân Lê nha, thấy Vân Lê mọi người chia sẻ chuẩn bị để em chốt mini game nha. Chuẩn bị em chốt mini game nha mọi người. Chuẩn bị em chốt mini game nha. Mọi người chia sẻ mạnh tay để em chuẩn bị em chốt mini game nha. Chuẩn bị em chốt mini game nha mọi người, chuẩn bị em chốt mini game nha. Sai L. À, em không có sai đâu chị ơi, chỉ từ 48 cân đến 60 cân mặc vừa nha. Chuẩn bị em chốt mini game nha mọi người, chia sẻ chuẩn bị em chốt mini game nha mọi người. Lần chạm ngẫu nhiên thứ hai trên màn hình điện thoại nha. Lần chạm ngẫu nhiên thứ hai trên màn hình điện thoại nha. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên. Comment màu cộng số 29K cộng màu cộng số điện thoại để em chốt hàng nha. Ok. Bây giờ em bây giờ em sẽ chốt nha. Đây, lần chạm thứ hai trên màn hình điện thoại em sẽ tặng cho một chị may mắn nhất mua với giá là 29K nha. Đây nha mọi người. 1 2 Đây em sẽ ghim chị đấy lại. Đây, chị Nguyễn Thị Phong nha. Chị Nguyễn Thị Phong đã trúng mini game nha. Chị Nguyễn Thị Phong chụp ảnh màn hình đã chia sẻ 10 nhóm và vào tin nhắn cho em nha. Chị Nguyễn Thị Phong. Em dừng mini game nha mọi người, dừng mini game nha. Chị Nguyễn Thị Phong đã trúng bây giờ em sẽ bán giá chính thức nha mọi người. Bây giờ em sẽ bán giá chính thức nha. Mọi người ơi, em chốt mini game rồi. Mọi người đừng comment nữa nha. Đây nha, bây giờ em bán giá đấy nha. Ôi sao lại ghim quăng lộc. Đây, em chốt mini game rồi nha mọi người. Lên 200 lượt xem em sẽ bán với giá 29K nữa cho một. Có chai nồi lụa. Có chị ơi. 109.000 một bộ nha. 109.000 một bộ nha. Xem đúng duy nhất hôm nay thôi nha mọi người. Bình thường em bán 120 đến 130, hôm nay em bán 109.000 nha mọi người. Đây form từ 48 cân đến 60 cân mặc vừa nha mọi người. Đây là màu đỏ em đang mặc nha. Có túi quần nha mọi người. Đây. Có túi quần nha. Em 52 cân. Em 52 cân nha. Giờ em ở Thanh Hóa nha, Quảng Hải. Ở Thanh Quảng Hải. Mình 54 cân. À nặng 1m5. Mặc vừa nha bạn ơi. Tay ngắn em còn duy nhất một bộ màu này nha mọi người. Tay ngắn em còn duy nhất một bộ màu này. Ai lấy thì comment cho em nha. Ai lấy thì comment cho em nha. Bây giờ em mới bán là 109.000 hàng lụa cao cấp nha mọi người. Bao chất, bao nhăn cho mọi người luôn. Tay ngắn 99.000 nha. Tay ngắn quần dài còn một bộ duy nhất bán 99.000. Mẫu cao mét bao nhiêu? Em cao 1m54 chị ạ. Ok, bây giờ em sẽ đọc bảng màu cho mọi người nha. Đây em có màu đen ạ. Có màu hồng đỗ ạ. Có màu vàng ạ. Có màu vàng nha. Có màu đỏ tươi như em đang mặc đây nha. Màu đỏ tươi như em đang mặc đây. Có màu xanh nha. Có màu xanh rêu nha. Có màu đỏ đô nha. Có màu trắng sữa nha. Có màu khói nha. Có màu xanh than nha. Có màu tím nha.
1m65 mặc vừa nhá chị. Chị bao nhiêu cân chị? Màu xanh than đấy nha mọi người, màu xanh than đấy nha. Ai lấy thì comment với em nha. Hôm nay em bán giá là 109 thì một bộ, bình thường em bán là 120 đến 130 đấy. Hôm nay duy nhất hôm nay bán 109.000. Giọng em ở Thanh Hóa đây là chua. Năm ba cân mặc vừa nha chị, 53 cân mặc vừa nha. Em đây, em cao 1m54 nặng mà 50 cân nha. Cao 1m54 nặng 50 cân. Đây, có túi quần nha mọi người, có túi quần nha, có túi quần, có túi quần nha mọi người, mặc rất là sang chảnh luôn, có túi quần nha. Ship tỉnh nha, 25k nha bạn ơi. Nguyễn Thị Mai ơi, ship tỉnh 25k nha. Có bộ vải không? Bộ vải là bộ gì chị ơi? Bên em chỉ bán lụa cao cấp và kare thái thôi, loại 1 thôi. Xỉ import nha, xỉ là giá từ 10 bộ là được giá xỉ nha. Ai lấy thì cộng thì comment cho em nha. Ai lấy thì comment cho em nha. Bộ chị mặc là 109.000 nha. Bình thường em bán với giá là 129.000. Hôm nay em bán là 109.000 một bộ thôi. Hàng lụa cao cấp nha. Ok, xám đây em ơi. À đây là một khối. Xám đây. Xám đây nha. Chất hoa. Hoa em hết rồi chị ạ. Chưa về. Mai em sẽ lấy hoa nha mọi người. Mai sẽ lấy hoa nha. Ok chị gì em không biết đọc tên. Tên chị khó đọc quá. Mọi người ai mua thì comment cho em nha. Comment. Hôm nay em Ngọc Tiền. Ngọc Tiền bạn comment gì? Xanh gì à bạn ơi? Ai lấy thì comment màu, màu cho em nha. Ai lấy nữa thì comment nha. Đây nha, bao chất cho mọi người luôn. Hàng lụa cao cấp nha mọi người. Không phải là loại phi bóng đâu. Không phải hàng phi bóng đâu nha. Giá sỉ inbox nha chị ơi. Giá sỉ inbox nha. Giá sỉ inbox nha. Chen được xanh hả? Đây chen được xanh, em có màu à? Xanh này nhá, xanh này nè. Xanh than này, xanh rêu này. Chị ở Quảng Hải nha em, ở Thanh Hóa. Size form từ 48 cân đến 60 cân mặc vừa nha. Trên đời xanh thì mình có xanh rêu này, xanh than này và xanh đậm, xanh than, xanh rêu, có 3 màu xanh. Ai lấy được thì comment cho em nha. Mọi người ơi, hôm nay em bán sale sập sàn là giá là 109.000 một bộ nha. Size từ 48 cân đến 60 cân mặc vừa nha bạn. Lấy em bộ xanh đậm đi chị. Ok Ngọc Tiền nha. Ngọc Tiền vào inbox số điện thoại và địa chỉ cho em nha. 40 cân thì mặc hơi rộng ạ. Xanh đậm. Ai lấy nữa thì comment cho em nha. Bây giờ em sẽ đọc lại bảng màu cho mọi người xem nha. Ai mới vào xem thì em sẽ đọc lại bảng màu nha. Đây em có màu xanh than nha mọi người. Đây là màu xanh than nha. Xanh đậm nha. Xanh rêu nha. Xanh rêu nha mọi người. Xanh rêu nha. Màu đen nha. Màu đỏ tươi nha. Màu đỏ tươi như em đang mặc đây nha. Màu đỏ tươi nha. Màu đỏ đô nha. Màu vàng nha. Màu hồng đỗ nha. Màu khói nha. Màu trắng sữa nha. Ai lấy thì comment nha. Ai lấy nữa thì comment nha mọi người.
cùng nhau đấy là tổng biết anh chị. Bình thường em bán giá là 120.000 đến 130.000, hôm nay em bán 109.000 thôi ạ. 109.000 thôi. 109.000. Ai lấy thì comment nha mọi người, ai lấy nó thì comment nha. Form từ 48 cân đến 60 cân mặc vừa nha. Mẫu là cao 1m54 và nặng 50 cân nha. Ai lấy thì con mình đây. Có túi nha mọi người, có túi nha. Hàng lụa cao cấp có túi nha. Hàng lụa cao cấp có túi nha. Ai lấy nữa thì con mình nha. À đây có màu hồng này nữa. Có màu hồng này nữa. Thôi ngủ đi khỏi. Thôi ngủ đi, khỏe mắt mờ không ra nổi. Không, tại vì mắt em nhỏ thế chứ không phải là mắt mờ. Mắt em là mắt trích. Mắt trích nên là không phải mờ. Ai mua nữa thì comment nha mọi người. Sale hôm nay với giá 109.000 một bộ thôi. Mai không có giá đấy đâu. Ai lấy nữa thì comment nha, em đọc lại bảng màu nha. Đây là màu hồng đỗ nha. Màu xám nha. Màu vàng nha. Màu vàng nha mọi người. Màu hồng nha. Màu đỏ đô nha. Màu đỏ tươi như em đang mặc nha. Màu đỏ tươi nha. Màu tím nha. Màu đen. Màu xanh than. Màu xanh rêu. Màu trắng sữa. Cảm ơn Tân Nguyễn Hải. Cảm ơn. Ôi trời ơi, tí nữa thì rơi. 2 Nam không bán cho 2 Nam nha. À Huế Liên em ở đâu em ơi? Anh ơi đừng thả tim nữa, anh ơi lát rồi. Đừng ai thả tim nha, em không cần thả tim nha. Chị Huế ở đâu chị ơi? Anh gì nhỉ? Anh Tân gì ơi, anh đừng thả tim nữa anh ơi. À Yên Bái ship 25k nha chị. Anh Tân ơi, anh đừng có thả tim nữa, bị lát rồi anh ơi. Ai lấy nữa thì comment như em nha. Đây nha, bộ lụa cao cấp nha. Lụa người ta bán cứ 135, 140, 120. Hôm nay em bán là 109.000 nha. Duy nhất hôm nay thôi. Duy nhất hôm nay thôi. Bộ lụa cao cấp chứ không phải là phi bóng đâu nha mọi người. Lụa cao cấp chứ không phải phi bóng đâu nha mấy chị. Ai lấy thì comment nha. Đây có mấy màu hồng đó em, quá hai màu hồng nha chị ơi, có hai màu hồng. Đây là màu hồng này nè, đây là màu hồng, còn đây là màu hồng đỗ này mặc màu hồng này mặc đẹp lắm chị ạ, lên sáng da lắm. Màu hồng đỗ này học mặc đẹp. Ai lấy nữa thì comment nha. Form từ 48 cân đến 60 cân mặc vừa. Mọi người chia sẻ ai đang xem thì cho em xin một chấm nha. Ai đang xem thì cho xin một chấm nha. Ai mới vào xem thì em đọc lại bảng màu cho nha. Đây là em có màu nâu nha. Có màu nâu nha. Có màu đen nha mọi người.
Màu xanh than nha. Màu xanh than nha. Màu hồng nha. Màu hồng đỗ nha. Màu tím nha. Màu đỏ tươi nha. Màu đỏ tươi nha. Màu vàng nha. Màu vàng nha. Màu này là màu trắng sữa nha. Màu xanh rêu nha. Màu đỏ đô nha. Đây em sẽ mở màu màu đỏ này cho mọi người xem. Đây nha mọi người, chất này. Không phải hàng phi bóng đâu mà hàng lụa nha mọi người. Hàng lụa, lụa cao cấp nha. Này, không phải hàng phi bóng đâu nha mọi người. Không phải hàng phi bóng đâu. Đây, đây là màu đỏ đô. Màu đỏ đô nha. Bao chất cho các chị luôn. Nào, vò này. Vò không nhăn nha. Này, không nhăn nha. Không nhăn. Vò thoải mái, giặt giặt máy giặt thoải mái luôn nha. Giặt máy giặt thoải mái luôn. Hàng lụa cao cấp nha. Có túi quần nha. Có túi quần. Có túi quần nha. Form từ 48 đến 560 cân mặc vừa nha. Ai lấy thì comment nha. Ai lấy thì comment nha mọi người. Đây nha, cho mọi người xem chất luôn. Lụa nha. Nè. Mềm này. Mềm mặc mát cực luôn. Mát cực luôn mọi người. Mát lắm. Đây này, cho mọi người vò này. Không nhăn luôn. Đây là do cái nếp gấp của nó, chứ không phải là nhăn. Được. Áo bạn mặc bao nhiêu vậy? Áo em mặc, cả bộ em đang mặc là 109.000 nha chị ơi. Cả bộ em đang mặc là 109.000 nha. Đây, cả túi quần luôn. Qua em đang mặc nha. Đây cho mọi người xem. Form từ form từ 48 cân đến 60 cân mặc vừa, em mặc thì hơi rộng. 109.000 nha min xú. Lụa cao cấp nha mọi người, lụa cao cấp không phải loại phi bóng đâu, không phải loại phi bóng, em cam đoán mọi người. Nếu mà loại phi bóng thì cho mọi người đổi trả thoải mái luôn, em sẽ chịu tiền ship. Em sẽ chịu tiền ship nha. Nếu hàng lỗi hay có vấn đề gì, chào Lê Thị Thu. Hàng lỗi hay có vấn đề gì thì đổi trả thoải mái nha mọi người. Em sẽ chịu tiền ship nha. Nếu hàng bị lỗi hay bị gì thì em sẽ đổi trả cho mọi người, yên tâm. Mua hàng của em thì yên tâm. Bán hàng thì người ta mua một lần thì người ta sẽ quay lại, chứ không ai bán thì một lần lại chạy mất hút. Chờ chứng khác chứng. 45 cân mặc vừa nha bạn. Bạn mà cao bao nhiêu nhỉ? Bác lấy màu đây. Bác lấy màu đỏ đô. Ok, bác đạt thương nha. Đỏ đô, bác đạt thương. Bác inbox cho cháu, inbox cho cháu địa chỉ nha. Tí đưa đây thằng kia à. Màu đang mặc để cho em đi. Ok em nha, màu đỏ tươi đúng không? Đây màu đỏ tươi chị đang mặc. Màu đỏ tươi chị đang mặc nha. Chị lấy màu hồng đỗ quyên nha em. Ok chị. Ok chị tươi tươi này.
màu hồng đối với chị tươi tươi này. Không bán nợ nha. Em ở Thanh Hóa. À em ở Thanh Hóa, chị Minh Hạnh Lê. Cô cao 1m58. Mặc vừa nha cô ơi, mặc vừa nha. Form này từ 48 cân đến 60 cân mặc vừa nha cô. Chị ở Thanh Hóa em ạ. Mặc vừa nha cô Lê Thị Thu nha. Cao 50 cân đây. Hồng đậm ý em gái. Chị tươi tươi đây, em có hai màu hồng đây. Đây là màu hồng này, còn đây là màu hồng đỗ này. Chị lấy màu nào? Đây là màu hồng. Chị lấy màu hồng thì có mình màu hồng, còn là đây màu đỗ thì có mình màu đỗ đi em nha. Ở đâu Thanh Hóa em? Ở Quảng Hải ạ. Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa. Ai lấy nữa thì comment nha. Ok Mỹ Hòa nha. À, xung quanh khu vực Thanh Hóa thì sẽ free ship nha mọi người. Còn ở xa thì em sẽ ship bưu điện hồng đỗ. Em cả hồng đỗ ạ. Vâng. Em dễ thương quá. Vâng em cảm ơn. Em cảm ơn chị tươi tươi nha. Cô màu hồng. Ok, cô Lê Thị Thu đây, màu hồng của cô đây. Cô vào inbox cho cháu địa chỉ nha. Inbox cho cháu địa chỉ nha cô ơi. Ai lấy nữa thì comment đi em nha. Em đọc lại bảng màu nha mọi người. Đây em có màu vàng này, màu vàng nha. Đây là màu trắng sữa nha mọi người. Màu trắng sữa nha. Em có màu tím ạ. Màu tím. Em có màu xanh rêu nha. Màu xanh rêu. Màu hồng đỗ nha. Màu xanh than nha. Màu đen nha. Màu đen. Em có màu nâu nha. Em có màu đỏ tươi nha. Em có màu đỏ tươi nha. Có màu xám nha mọi người. Có màu xám đấy nha. Màu xám khói. À đây là màu khói. Đây là màu khói, còn đây là màu xám nha. Ai lấy màu nào thì comment đi em nha. Ai lấy màu nào thì comment đi em nha. Ai lấy màu nào nữa thì comment đi em nha mọi người. Đây nha, hàng loại, hàng lụa cao cấp chứ không phải là loại phi bóng nha em. Em bao chất cho mọi người luôn nha. Nếu hàng lỗi gì thì em bao đổi trả nha. Đây. Đây là màu đỏ đô nha. Màu đỏ đô nha. Này cho mọi người xem chất luôn. Đây nha. Thôn 4. Ok chị. Ok cô Lê Thị Thu này. Cháu không mình điện chỉ của cô khoát. Khó đọc quá. Ok cô Lê Thị Thu này. Đây nha mọi người, hàng lụa cao cấp nha. Đây ở trong đây nha, ở trong lụa nha. Mặc rất là mát luôn. Mặc rất là mát luôn nha. Bao chất, nếu lỗi làm gì thì bao đổi trả nha. Em đổi trả em chịu tiền ship nha. Hàng lụa có túi nha. Có túi quần nha mọi người, có túi quần nha. 60 cân không mặc vừa đâu chị ạ. 60 cân mặc chật lắm. Em chỉ bao từ 48 cân đến 60 cân thôi. À 62 cân thì không mặc vừa đâu. 62 cân thì không mặc vừa đâu. Sợ bị chật đó. Em chỉ bao từ 48 cân đến 60 cân là mặc vừa thôi. Ai lấy lên thì comment nha em nha. Ai lấy nữa thì comment nha. Hàng lụa cao cấp nha. Hôm nay sale duy nhất một hôm nay thôi. Sale duy nhất một hôm nay. Hàng lụa cao cấp. Bao nhăn bao. Cho mọi người giặt máy giặt thoải mái luôn. Đây vùa. Từ từ. Vùa đây. Không nhăn luôn nha mọi người. Không nhăn luôn nha. Còn đây là cái nếp người ta gấp nên là nó bị. Nó ấy thôi. Còn không nhăn luôn nha. Cho bao máy giặt luôn. Bao máy giặt bao giặt thoải mái luôn. Bao máy giặt thoải mái luôn nha mọi người. Ai lấy màu nào nữa thì comment nghe em nha. Ai lấy màu nào nữa thì comment nha. Em có màu đỏ tươi này. Đỏ tươi em đang mặc này. Đỏ tươi em đang mặc này. Đây gửi sai cho các chị xem. Màu đỏ tươi em đang mặc nha. Màu đỏ tươi em đang mặc nha mọi người. Đỏ tươi này. Em có màu đen này. Em có màu hồng đỗ này. Hồng đỗ nha. Có màu khói nha. Có màu xám nha. Màu xám nha mọi người.
màu xanh than nha, xanh than này, màu xanh ngọc này, xanh ngọc nha. Nhìn hai cái màu này hơi giống nhau nhưng mà không phải đâu nha. Đây là xanh than và đây xanh ngọc nha. Hai bộ có bao, hai bộ có bao không nha cô ơi, tại vì là cháu chỉ được lái một ít thôi nên cháu không bao ship được ạ. Có mà em có màu xanh rêu đấy nha mọi người, xanh rêu này, màu tím này, màu tím nha, có màu trắng sữa nha, màu trắng sữa nha, màu vàng nha, màu vàng nha mọi người. Ai lấy nữa thì comment nha, ai lấy nữa thì comment nha. Mọi người cứ bảo là vừa đi ship nhưng mà tại vì là em chỉ được lời một ít thôi nên là em không thể vừa đi ship được. Em chỉ lời có một ít thôi nên không vừa đi ship được đâu mọi người ạ. Nếu lấy sỉ thì em lấy giá thấp thôi chứ em không thể vừa đi ship được. Form từ 48 cân đến 60 cân mặc vừa nha, bao chất luôn nha. Đây, ai mới vào thì cho xem chất nha, cho xem chất nha. Lụa cao cấp nha, lụa cao cấp không phải loại phi bóng đâu nha. Đây, cho vò máy giặt, giặt máy giặt thoải mái. Nếu lỗi làm gì thì em sẽ đổi nha, lỗi làm gì thì em sẽ đổi cho mọi người nha. Em chịu tiền ship, nếu bị lỗi làm gì thì em sẽ chịu tiền ship cho mọi người. Mọi người yên tâm, mua hàng của em thì cứ yên tâm. Mua một lần thì sẽ mua thêm lần nữa chứ không là mua một lần là chạy đâu. Nên mọi người yên tâm, em sẽ đổi trả cho mọi người. Nếu có vấn đề gì em sẽ đổi trả cho mọi người chứ không phải là mua là hàng bị lỗi là em không cho đổi đâu. Em cho đổi trả thoải mái luôn. Em cho đổi trả thoải mái luôn mà. Ai lấy nữa thì comment màu em nha. Form từ 48 cân đến 60 cân mặc vừa nha mọi người. Mẫu là cao 1m54 và nặng 50 cân. Ai lấy nữa thì comment nha. Đổi cho cô màu tím. Ok, cô Lê Thị Thu nha. Thảo Nguyên được kiểm tra hàng trước nha chị, được kiểm tra hàng trước nha. Màu tím. Đây nha cô ơi, màu tím của cô Lê Thị Thu nha. Được kiểm tra hàng trước nha, cho mọi người kiểm tra hàng trước tại vì là hàng của em là lụa cao cấp rồi, không phải là loại phi bóng đâu. Cho mọi người kiểm tra hàng trước khi nhận. Người đây bỏ đối không đối? Đối bóc ban. Ai lấy nữa thì comment nha. Em sẽ đọc lại bảng màu cho mọi người. Em sẽ đọc lại bảng màu cho mọi người nha. Đây là màu hồng đối nha mọi người. Màu hồng đối nha. Đây là màu xám nha. Màu xám nha. Màu xanh than nha. À đây cô ơi, đây cháu đứng lên. Đây nha cô ơi, cháu là 1m54 nha cô, 1m54 nha. Đây, có túi quần. Vẫn đang còn dài lắm cô ạ, vẫn đang còn dài lắm đây. Đây để cháu gầm máy cho cô xem. Đây nha cô ơi. Đây nha. Ai lấy nữa thì comment màu cho em nha. Đây nha, em đọc màu nha. Đây là em có màu hồng đỗ nha. Hồng đỗ nha mọi người. Có màu xám nha. Có màu xanh ngọc nha. Có màu xanh rêu nha. Có màu trắng sữa nha. Có màu xanh than nha. Có màu nâu nha. Có màu vàng nha. Em có màu đen nha. Có màu đỏ đô nha. Màu đỏ đô đây cho mọi người xem. Cho mọi người xem chất, bao chất cho mọi người luôn. Bao chất cho các chị luôn. Đây, cho các chị bỏ vào máy giặt. Giặt thoải mái luôn, không nhăn, không nhăn luôn nha mọi người. Đây, vò rất mạnh luôn, không nhăn luôn nha. Đây là cái đường này. 73kg không mặc vừa cô ạ. Con chỉ bao chất từ con chỉ bao từ 48 cân đến 60 cân mặc vừa thôi, 73kg này không vừa đâu. 48 cân đi lại 60 cân rồi 73kg thì không vừa.
39k thì mặc hơi rộng em ạ. Nhưng mà mặc đi ngủ thì lo gì, mặc rộng rộng một tí cho thoải mái, dễ cử động hoạt động, dễ hoạt động. 39k thì mặc hơi rộng nhưng mà mặc thế nó lại thoải mái. Mặc thế lại thoải mái. Ai lấy nữa thì comment nha. Ai lấy nữa thì comment cho em nha. Mặc lụa mát lắm mọi người, sờ vào là rất là mát luôn. Mặc một lụa đây. Mát lắm. Nay em hầu như em thấy ai cũng có một bộ này để bạn để mặc. Hầu như em thấy không rộng quá đây em ạ. 109 à, Hoàng Sơn nhá chị bảo à, không rộng quá đâu, chỉ là rộng thôi chứ còn mặc đi ngủ thì phải mặc cho nó thoải mái tí, mặc chật quá lại không cựa được. 109.000 một bộ nha chị. Bình thường em bán là 130 nhưng hôm nay em sale còn 109.000. Chỉ duy nhất một hôm nay thôi, tại vì hôm nay hàng mới về nhiều quá nên là em sale hôm nay thôi, còn ngày mai thì em sẽ bán với giá lại trở lại bình thường. Bình danh lấy 5 bộ thì inbox nha. Inbox màu với lại địa chỉ nha. Ai lấy nữa thì comment nghe em nha mọi người. Ai lấy nữa thì comment nha. Hôm nay em bán 109.000. Lê Tiên, chị lấy màu nào chị Tiên ơi? Chị lấy màu nào em có màu nha. Em đọc màu cho chị chọn nha. Đây em có màu xám nha chị. Đây em có màu đen nha. Đây em có màu đỏ, đỏ tươi nha. Đây có màu hồng đỗ nha. Hồng đỗ. Đây em có màu tím nha. Đây em có màu xanh than nha. Đây em có màu trắng sữa nha. Đây có màu xanh ngọc nha. Đây em có màu vàng nha. Đây em có màu đỏ đô nha. Ai lấy màu gì thì comment cho em. Ai đặt hàng của em thì vào inbox cho em địa chỉ và số điện thoại nha mọi người. Không có mọi người cứ cho số điện thoại này, với lại em gọi thì lại không ai nghe máy cả. Nhiều chị đặt hàng xong em gọi lại không nghe máy, em gọi 3-4 cuộc luôn. Đến ngày hôm sau em gọi cũng không nghe máy luôn. Nếu mà không ấy như thế thì em sẽ trả hàng nha mọi người, chứ em không chốt hàng được đâu. Nhân viên của em sẽ chốt sẽ trả hàng chứ không chốt đâu. Ai mua của em thì là vào inbox cho em số điện thoại và địa chỉ thì em sẽ chốt. 10 bộ bên em sẽ được giá xỉ nha. 10 bộ bên em sẽ được giá xỉ nha mọi người. Hàng lụa cao cấp chứ không phải là cái loại phi bóng đâu. Em bao chất cho mọi người. Hoa Thanh kế hàng của em lụa và đẹp ý. Vâng, em cảm ơn anh cái gì đây. Cảm ơn Xuân Mai Đình. Ok Hoàng Sơn nha, chị đọc lại màu cho em xem nha. Đây có màu hồng đỗ nha. Cô Tu cũng Thanh Hóa à? Vâng, con cũng ở Thanh Hóa. Cô Tu lấy màu tím và màu đỏ đô. Ok cô. Tím và đỏ đô. Đây, tím và đỏ đô. Đỏ đô đây nha cô. Lúc nãy tím thì con chốt rồi. Ai nhỉ? Hoàng Sơn. Đây, chị sẽ đọc bằng màu nha. Đọc bằng màu nha. Đây, có màu hồng đỗ nha. Có màu vàng nha. Có màu xanh than nha. Có màu xanh ngọc nha. Có màu trắng sữa nha. Có màu tím nha. Có màu đỏ tươi nha. Có màu đen nha. Cho chị màu hồng đỗ. Ok chị nha. Mọi người ơi, ai mà đặt hàng của em thì vào inbox cho em số điện thoại và địa chỉ nha. Chứ mọi người cứ để số điện thoại là em gọi không nghe máy. Gọi mấy cuộc không nghe máy, ngày hôm sau gọi cũng không nghe máy luôn. Như thế thì em sẽ trả hàng nha, em không chốt đơn đâu ạ. Ai lấy màu nào nữa thì comment nghe em nha mọi người. Bao chất cho mọi người luôn. Yên tâm mua hàng của em, mua một lần thì lần sau thì sẽ mua tiếp. Sẽ mua tiếp. Chứ không có lăn tăn đâu. Nếu hàng mà lỗi gì thì em sẽ đổi trả cho mọi người yên tâm. Yên tâm khi mua hàng của em.
hàng bao chất. Lỗi lầm đổi trả. Đổi trả thoải mái luôn. Không có lăn tăn gì hết. Ai lấy nữa thì comment màu cho em nha. Ai lấy nữa thì comment nha. Mày không like bắt chước gì à? Công ty smart xanh ngọc tím đỏ tươi. Ok Hoàng Sơn nha. À xanh ngọc này đỏ. Đây chị cho chị bộ hồng mí xanh nó mặc vừa nha chị ơi, mặc vừa nha em. Chị Ngọc An này, à chị Yến à, mặc vừa nha chị. Hoài Hiếp đợi tí chị ra đứng lên cho em xem nha. Đây đứng lên. Mẫu là cao 1m54 nặng 50 cân nha mọi người. Mẫu là cao 1m54 nặng 50 cân nha mọi người. Đây. Đây có túi quần luôn nha. Có túi quần cho mọi người luôn nha. Hàng lụa đợt này về là có túi quần chứ đợt trước không có túi quần đâu ạ. Hàng lụa đợt này về mới có túi quần nha mọi người. Đây. Đây mọi người thấy không? Mọi người thấy không? Tại vì em có 50 cân thôi nên em bao từ 48 đến 60 cân mặc vừa. Đây cho mọi người xem nha. Cho mọi người xem. Thấy không mọi người? Đây, vừa luôn. Bao chất. Chốt em nhé tầm 39. Chốt em nhé tầm. Ok Hoàng Sơn nha. Ok Hoàng Sơn. Hoàng Sơn nghe kiểu như con trai mà sao mua cho nghĩ rồi. Cho chị xem màu xanh. Chị ơi em có màu xanh ngọc này. Màu xanh ngọc này. Xanh than này. Đợi em tí em còn không to đâu chị ạ. Không to đâu. À không to đâu Hoàng Sơn ạ. 109.000 nha. Đâu nhỉ? Đâu còn màu xanh rêu nữa. À đây rồi. Đây nha, màu xanh than nha. Đây là màu xanh rêu nha. Màu xanh than nha. Màu xanh ngọc nha. Xanh ngọc với xanh rêu. Bộ này vào đây xong lại màu này nhỉ? Nhìn ở ngoài nó màu xanh ngọc cơ. Vào đây nó này ấy. Nhìn ở ngoài màu đẹp lắm. Ai lấy các chị ơi, ai mà lấy hàng của em á thì mọi người chịu khó vào inbox cho em nha mọi người. Chứ em để lại số điện thoại em gọi em sợ mọi người không nghe máy lắm. 109.000 một bộ nha. Hàng lụa cao cấp không phải loại phi bóng đâu nha mọi người. Hàng lụa cao cấp nha, hôm nay em sale duy nhất một hôm nay. Còn ngày mai em sẽ bán lại với giá bình thường là 120.000 một bộ. Hôm nay hàng về nhiều quá nên là em sale 109.000 còn mai em sẽ bán 120.000 duy nhất hôm nay. Ai không mua thì sẽ tiếc. Bớt được 10.000. 10.000 cũng là tiền. Đây, em bao chất cho mọi người luôn. Mọi người thấy không? Vò à? Vò à, bao chất luôn. Bao cho mọi người giặt máy giặt thoải mái luôn. Cho chị xanh ngọc. Thế là chị lấy mấy bộ hả chị? Hồng. Đây. Hồng có màu hồng. Còn màu hồng này gì ạ? Hồng đỗ này. Hồng đỗ này cũng đẹp này. Hồng đỗ cũng đẹp mà chị. Mềm mịn mặc vào mát lắm. Bao chất cho mọi người luôn. Đây mềm mịn kinh khủng luôn.
nay mùa đông rồi nên là hàng này đang rất là hot luôn. Em cảm thấy trên thị trường hàng này đang rất là hot. Lấy về bao nhiêu hết bấy nhiêu, nên là hôm nay em lấy nhiều quá nên là em sell giá thế thôi, còn mai em sẽ không sell như thế nữa đâu. Mọi người ai không mua thì tiếc nha. Em sẽ đọc lại màu cho mọi người xem nha. Em có màu hồng đỗ nha, em có màu đen nha, ở Thanh Nga, mình ở Thanh Hóa nha. Em có màu đen nha, có màu xanh than nha, có màu xanh ngọc nha, có màu đỏ tươi nha, đỏ tươi em đang mặc đây nha, đỏ tươi. Em có màu vàng nha, có màu xanh rêu nha, có màu tím nha, màu khói nha, màu xám nha. Ai lấy nữa thì comment như em nha. Ai lấy nữa thì comment nha mọi người. Ai lấy nữa thì comment. Ai lấy màu gì nữa thì comment nha. Quá cháu, quá cháu. Cháu thì không dẫn. Ăn thì không màn cái gì mà quá cháu. À, bao chất, bao chất cho mọi người. Ở trong tay bà con gà ổ mà ta quay nhãn với nhận này. Tại vì mình bảo cháu đây mà. Ai lấy màu gì nữa thì comment nha mọi người. Không thì em sẽ xuống like nha. Ai lấy nữa thì comment nha. Ai không lấy nữa thì em xuống like nha mọi người. Hết pin rồi. Hết pin rồi em xuống like nha mọi người ơi. Chào mọi người nha.